Chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Hôm nay mình làm gần cắm câu ếch nha mọi người. Kiếm tre xong rồi mình tóm lưỡi câu rồi mình gắn vô mình đi cắm luôn à. Rồi bây giờ các bạn cùng xem mình làm công đoạn là làm cần câu cắm nha mọi người. Giờ mình kiếm được khúc tre nha mọi người. Giờ mình sẽ cưa ra từng khúc để chẻ ra làm mình câu. Mình cưa xong hai khúc rồi mọi người. Giờ mình sẽ chẻ ra. Giờ mình chẻ xong hết, giờ mình sẽ chốt cho nó gọn lên nha mọi người. Mình chốt xong được một cây. Giờ mình chẻ mấy cái đầu ra mọi người. Để mình móc cái lưỡi câu vào á, mình khỏi buộc thun. Đây, giống như cái này nè. Mình chốt xong rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ buộc nhợ vào cái cây cần câu này nè. Mình dùng kìm mình xiết cho nó cứng lên nha các bạn. Như vậy là mình xong được một cái cần rồi nhé. Mình sẽ ghim cái lưỡi vào đây. Đấy, cái này mình chẻ hơi nhỏ nên là hơi khó móc vô. Giờ mình sẽ buộc hết đống này luôn nha mọi người. Đây là lưỡi câu của mình. Lưỡi câu này mình tấm sẵn rồi. Cần câu cắm của mình đã làm xong nha các bạn. Chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi bữa nay mình đi cắm ếch nha mọi người. Rồi bây giờ mình đi tới cho cắm rồi mình nghe mọi người. Giờ mình sẽ cắm ở đây nè. Cắm ở đây nè. Nhấu kinh mà chạy. Chứ chưa hết lên quá trời luôn. Mọi cắm của mình là ốc. Mình làm một chai nước là cá biển bầm cho nhuyễn. Mình pha với dầu chuối cho thơm ếch nó lại nó ăn. Rồi bây giờ mình sẽ đắp cái mô, mình cho nó một cái lỗ. Rồi mình chế nước vào cái lỗ đó cho thơm ếch nó lại nha mọi người. Xong rồi một cây rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi cắm những cây tiếp theo. Cái thứ hai nha mọi người. Đây. Giờ
giờ mình sẽ đi cắm tiếp tục nha mọi người. Giờ mình sẽ đi về, tối mình sẽ tối nay sẽ mình sẽ đi thăm, mình sẽ quay cho mọi người coi. Chào mọi người. Rồi bây giờ cũng 8 giờ mấy rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thăm nha. Và mọi người đi theo mình. Đi, đó. Để tiếp tục. Biết được con hết rồi mọi người ơi. Mọi người thấy hết to không? Hết đồng nha mọi người. Đã lắm. Rồi mình bây giờ mình sẽ gỡ ra mình bỏ vào giỏ nha mọi người. Đây con ếch nè, đã không? Ít nhiệt, ít đồng. Rồi vô vỏ. Túi này là túi tự chế. Xuống. Đây. Rồi, giờ mình đi xe đi thăm cái tiếp theo. À,
quên nữa, móc con ốc vô cắm lại. Nó thì khá bự. Đi trên nước ra vỗ. Cây này không chín rồi mọi người ơi. Giờ mình sẽ chăm nước cho thêm nha mọi người. Cây này bị ớt tha mất mồi nha mọi người. Giờ mình sẽ móc một ốc khác vô. Đi cắm cực khổ nha mọi người. Cây này chết rồi mọi người ơi. Măng ớt hơi nhỏ. Có cây đây, măng ớt đây. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ lưới câu ra, mình đi thăm tiếp. Cây này thì không dính rồi. Cái này dính được con này mọi người. Con này bự à. Cái này hơi bự bự nè. Cũng dính được ở cá. Đực thôi. Thấy không? Là bụng á. Ừ. Con này hơi nhỏ mà được cái là ngon lắm, ít đồng mà. Mình sẽ nhét cái bào tử vô nha mọi người, để nó chết cái tủ. Vô. Giờ mình sẽ cắm lại nữa nè. Cái này bị sảy em người ơi. Hết mồi rồi. Nước cao sạch bóng mà không còn miếng mồi nữa luôn. Mình sẽ móc mồi lên nha mọi người. Mình sẽ móc mồi thêm nhiều mọi người. Đây. Bây giờ mình thăm xong hết đi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi về.
Rồi bây giờ mình đã tắm xong rồi, tắm xong rồi mọi người. Rồi bây giờ mình đem cái đó được dưới đây nè, mấy con à. Rồi bây giờ mình đổ vào thử đi. Đây có con cua ốc này. Đây là hết rồi, này được mấy con. Đây được cua, ốc. Có ốc nè, ốc ma nè. Ốc mè, ốc ma nè. Cua nữa nè. Rồi. Rồi thành quả mình được như đây nè mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip mình nha. Mọi người nhớ like và subscribe cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Chào các bạn.